Xin chào các bạn, kênh Nhật Tiến 39 rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Nhân dịp đầu năm mới, mình chúc cho các bạn và các anh chị có một năm mới tràn đầy nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe và làm ăn thành công trên mọi mặt hết nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cái công viên 23 tháng 9 ở ngoài Sài Gòn nè các bạn. Ở dưới miền Tây mình chở qua lên bán nè các bạn, các nơi luôn các bạn. Đây là một nguyên một cái vườn hoa luôn các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Đây là hoa cúc, hoa nhãn thọ rồi các bạn. Rất là nhiều hoa đó các bạn. Hoa cúc rất là đẹp các bạn. Đủ lưỡi màu luôn, xanh đỏ vàng. Năm nào cũng vậy, ở ngoài công viên 23 tháng 9 đó các bạn, là các tỉnh miền Tây mình bắt đầu đem hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa dân thọ đem lên chỗ này bán nữa các bạn. Đây là công viên 23 tháng 9. Đây là bông dạng thọ nè các bạn. Quá trời luôn, đây bông cúc. Rất là nhiều loại bông các bạn. Bông cúc mâm xôi nữa các bạn. Đây là bông dạng thọ màu vàng. Quá đẹp luôn các bạn. Đây cũng là bông dạng thọ màu đỏ nữa các bạn. Rất là nhiều. Đây là hoa cúc nè các bạn. Cái hoa cúc này mình đứng khỏi đầu luôn các bạn. Nó cao khỏi đầu luôn các bạn. Rất là cao. Đây, quá trời cao luôn các bạn. Bằng đầu mình luôn. Còn đây là hoa giấy nè các bạn. Hoa giấy rất đẹp. Đây là hoa giấy Mỹ nè các bạn. Bông giấy Mỹ là bông giấy các loại bông giấy luôn các bạn. Còn đây là hoa lan nè các bạn. Lan hồ điệp nè các bạn. Đây là người ta cắm hoa lan uống theo cho đẹp nè các bạn. Đây hoa lan màu hồng nè các bạn. Đây rất đẹp. Quá trời đẹp luôn các bạn. Đây có một anh thợ ảnh đang cắm hoa lan các bạn. Đây anh thợ này ảnh đang cắm hoa lan. Một chậu bông này, hoa lan này khoảng mấy triệu các bạn. Hình như hồi năm rồi mình đi có quay rồi, một nhánh là mấy trăm ngàn, một nhánh là 250-300 ngàn là tính nhánh thôi các bạn. Hoa lan rất đẹp không? Nghệ nhân người ta uống rất là đẹp. Uống cọng sắt đó các bạn, bẻ, người ta uống cái cọng sắt, người ta bẻ theo cái cọng hoa lan đó. Còn đây là hoa đào nè các bạn. Hoa đào ở miền Bắc này chảy vô nè các bạn. Quá hoa đào rất là đẹp các bạn. Đây bông đào này. Bông đào màu hồng. Cái bông rất đẹp các bạn. Ở khu vực này là hoa đào nè các bạn. Hoa mai là hoa mai. Còn hoa dặn thọ là hoa dặn thọ. Đây là khu vực này là hoa đào. Hoa đào là người ta chở vô là người ta còn bịch bao nhiêu lông rồi các bạn. Bên đây là bông dạn thọ, bông giấy. Bông giấy đủ loại màu luôn các bạn. Rất là đẹp. Đây là màu tím, màu hồng, màu trắng. Còn đây là cái dải, bên đây là dải hoa đào nữa các bạn. Người ta chở vô người ta còn bịch bông lông nữa các bạn. Cái khu vực này là khu vực hoa đào. Hoa đào. Hoa đào ở miền Bắc mình chở vô miền Nam bán nè các bạn. Ở trong miền Nam mình không có các bạn. Đây là còn hoa giấy nè các bạn. Hoa giấy đủ màu sắc luôn. Xanh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, rất đẹp các bạn. Quá trời hoa giấy luôn. Mình rất là thích là hoa giấy nè các bạn. Ở dưới quê mình cũng có trồng hoa giấy nữa. Quá trời đẹp luôn. Hoa giấy là màu đỏ rực rỡ luôn. Cái hoa giấy là trổ lâu năm các bạn, trổ lâu tàn. Còn đây là cái bông phát tài hay gì nè các bạn. Cái bông này cũng rất đẹp nè các bạn. Quá trời luôn.
Đây là hoa mai, khu vực hoa mai nè các bạn. Đó, hoa mai đang nở nụ nè các bạn. Còn đây là tắc, trái tắc nè các bạn. Đó, trong miền Nam mình gọi là trái tắc. Châu chậu trái quá trời luôn các bạn. Còn đây hoa giấy với hoa cúc. Quá trời lời hoa giấy luôn các bạn. Nguyên một rừng hoa cúc luôn các bạn. Quá trời hoa luôn. Rất đẹp các bạn. Gần Tết đi ra ngoài công viên, mấy công viên này là người ta bao buôn bán hoa rất đẹp các bạn. Đây là hoa mồng gà. Nhìn lại qua là thấy Tết nè các bạn. Quá trời luôn. Hoa mồng gà nè các bạn. Đây là hoa cúc. Hoa cúc mâm xôi. Bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Mình ghép nhạc nha các bạn. We'll be right back.
Thôi video tới đây mình tạm dừng ở đây các bạn. Các bạn nào xem thì thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình các bạn. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn.